Elsa đã rất hứng thú với thuốc y tế kể từ khi còn rất nhỏ. Trong nền y học, cô bạn đã nhận được nền giáo dục xuất sắc. Yay! Là bằng tốt nghiệp của mình. Elsa được nhận làm tại bệnh viện và trở thành bác sĩ giỏi nhất ở Vương quốc Arendelle. Chào, mình cần một bộ đồng phục. Hãy lấy số đo thôi nào. Cắt lớp áo choàng. Tách rời ba mảnh vải đã cắt ra. Voila, chiếc áo choàng trắng tinh đã xong rồi. Hãy thử áo choàng mới nào. Hãy làm thêm túi áo và gắn vài chiếc cúc. Chi tiết cuối cùng là họa tiết băng giá. Chiếc mũ y tế với bông tuyết màu đỏ để che tóc cô nàng. Và ở trên ngực, các bạn có thể thấy bản tên bác sĩ Elsa. Wow, Elsa, ở đây thật tốt. Nhưng tiếc là mình bị bệnh. Hãy kiểm tra phổi nào. Không sao đâu. Mình đề nghị bạn nên sử dụng vitamin. Chờ mình một chút nha. Nhưng có thứ khác đã thu hút sự chú ý của Olaf. Đây là đơn thuốc và viên vitamin. Bạn không nên ăn thứ này nhiều nha. Cảm ơn bác sĩ. Chắc là mình muốn ít quà vặt thôi. Sớm khỏe nha. Đất sét sẽ biến thành gì đây? Chúng mình cần một cây nhiệt kế. Đã xong. Sơn cạnh với màu xanh neon. Nhưng bạn cần một size nhỏ hơn. Ồ, cảm ơn nha. Tốt hơn rồi. Sổ mũi đang làm mình rất khó chịu. Lấy khăn giấy này. Olaf chùi mũi nhiều đến mức khiến nó đỏ lên luôn. Hãy đo nhiệt độ của bạn. Ok. Xem nào. Bạn bị sốt rồi. Đây là nhiệt độ của con người. Ồ không, mình đang tan chảy. Mình thấy chóng mặt. Đừng lo lắng, mình biết phải làm gì. Nằm xuống ghế thôi nào. Bạn cần được hạ nhiệt. Tuyết sẽ có ít. Mọi thứ sẽ ổn cả thôi. Nhưng tuyết đang tan chảy. Mình biết phải làm gì rồi. Có một cách tốt hơn nhiều. Chờ mình nha. May một chiếc túi làm lạnh bằng vải dệt sợi. Trộn tuyết với bông tuyết. Gắn đầu của dây tai nghe cũ vào một bên chiếc túi. Túi làm lạnh đã sẵn sàng. Chúng mình cần túi làm lạnh. Olaf, bạn có nghe không? Ồ, mình sẽ làm thêm nhiều tuyết. Đúng vậy. Cố lên anh bạn, hạ nhiệt nào. Để có kết quả tốt, bạn vẫn nên nằm trên giường. Ok. Hiệu quả rồi. Mũi của người tuyết bình thường lại rồi. Và cơn sốt đã qua. Yay, ổn rồi. Tốt lắm, bạn đã làm được. Tất cả là nhờ vào bác sĩ. Cùng biến thùng bìa cứng trở thành một máy X-quang nha. Làm cạnh máy. Làm giá đỡ từ một phần nhựa. Thiết kế mô hình tiện dụng để làm bảng điều khiển. Gắn màn hình và nút điều khiển. Hãy cùng thử nào. Một dòng người cao tuổi đang chờ ngoài văn phòng. Ai tiếp theo đây? Bạn có thể vào rồi. Mình. Ôi chàng trai, bạn không thấy mọi người xếp hàng sao? Anh chàng người tuyết vô tình đi nhầm phòng khám bệnh. Mình nên để hũ này ở đâu? Mình không nhận mẫu thử, nhưng mình có làm X-quang. Ồ, tiếc quá. Thay vì đó, mình nghĩ mình sẽ làm X-quang. Tất nhiên rồi, nằm xuống đi. Hít sâu đi nào. Và bác sĩ sẽ chụp lớp cắt nha. Ôi lớp, bạn hoàn toàn khỏe mạnh. Mình thật là ăn ảnh mà. Hãy làm mặt nạ oxy từ những mảnh nhựa nào. Hãy gắn thêm hạt nhựa và sợi dây. Vẽ biểu tượng oxy vào ở trên nhãn chiếc bình. Hít thở trở lại bình thường nào. Mình thấy em bé mau bị mệt quá. Đừng lo lắng, mình sẽ kiểm tra em bé.
Nào bắt đầu thôi. Đúng, em cần ít oxy. Cố hít thở với mặt nạ. Đấy, không đáng sợ chút nào. Cô nhóc trông năng động hơn rồi. Đây là kẹo vitamin của em. Dùng khối xốp để làm thành những viên gạch. Người tuyết sẽ sơn những chi tiết màu trắng. Tiếp đó, chiếc vòng với khóa dán. Hi. Xin chào, cháu có thể giúp gì? Ông muốn kiểm tra huyết áp cho bà nhà mình. Không vấn đề, hãy đeo vòng lên và đợi nha. Wow, bà có thể bay vào vũ trụ với mức huyết áp này. Đến lúc đi mua vé đến sao Hỏa rồi. Mình không đùa đâu, cho mình hai vé đi. Thưa bà có thể đến vũ trụ chỉ khi sức khỏe thật tốt thôi. Nhìn xem, bà có một huyết áp tuyệt vời đây. Cháu hiểu, đây là vé của bà. Cảm ơn. Hãy vẽ vài bức tranh nào. Chúng hẳn rất quen thuộc đối với chúng mình. Gắn vào phần tay cầm và sơn phần gỗ với sơn acrylic màu bạc. Lớp học sẽ sớm bắt đầu. Đến lúc kiểm tra mắt của em rồi. Hãy ngồi đi nào. Ok. Có đau không ạ? À? Không hề đau. Giờ cô sẽ chỉ vào những biểu tượng và em sẽ nói thứ em thấy. Có bao nhiêu người tuyết ở đây? Em thấy hai. Chỉ có một mà thôi. Cô nghĩ là em cần phải đeo mắt kính thôi. Đừng lo nha, gọng màu tím sẽ hợp với em. Sắp xếp những que gỗ. Làm chiếc nạng từ những que bằng gỗ. Sơn tất cả màu hồng. Chiếc nạng cần có phần tay cầm thoải mái. Tay cầm mềm mại. Giờ chúng thật đẹp và thoải mái. Với chiếc nạng như này, bệnh nhân sẽ hồi phục tốt hơn. Những người bạn đang học cách trượt tuyết. Haha, đừng lo lắng gì cả. Đi nào, dũng cảm lên, bạn làm được mà. Nào. Ồ không, họ trượt tay rồi. Trái bóng tuyết lao thẳng vào bạn nữ. Ôi không, mình bị ngã rồi. Elsa lái chiếc xe trượt tuyết đến. Hỗ trợ y tế khẩn cấp đến đây. Chỗ nào, chân sao? Chỗ này thế nào? À, bạn sẽ phải đi bằng nạng một thời gian rồi. Thank you. Đúng là một ngày tuyệt vời. Yeah, đúng là một thiết kế đẹp. Sớm thôi bạn sẽ lại có thể chinh phục môn trượt tuyết. Hãy làm chiếc băng gạc độc đáo nào. Bỏ băng gạc vào một chiếc hũ nhựa nhỏ. Phần nắp lấp lánh với những viên đá. Đã xong. Rachel Rick đang quay clip TikTok. Mình muốn thêm lượt xem. Nếu bạn thích video này, mình sẽ cho các bạn thấy kỹ năng mới. Các bạn xem mình đánh đàn guitar có giỏi không nào. Ồ, xe trượt. Mình có thể chạy nó trong phòng. À! Bác sĩ Elsa luôn sẵn sàng giúp đỡ. Hãy kiểm tra bệnh nhân nào. À, mình sợ kim tiêm lắm. Không không, mình chỉ đang tìm băng gạc thôi. Mình muốn chiếc màu vàng. Tất nhiên rồi, của bạn. Đây. Băng bó tay lại nào. Cẩn thận lần sau nha. Bye. Bác sĩ quyết định sẽ tự mình làm băng cá nhân. Đơn giản thôi mà. Dán nó bằng keo hai mặt. Miếng dán với viên đá lấp lánh sẽ làm bạn vui ngay. Cô nàng quyết định sẽ trượt ván. Nhưng có quá nhiều bụi cây ở công viên. Điều đáng tiếc là cô nàng không kịp để dừng lại và đâm sầm vào bụi cây. Ồ, hình như em bị trầy rồi. Bé yêu, đừng lo lắng. Không gì nghiêm trọng đâu. Em có thể chọn chiếc băng cá nhân đẹp nhất cho mình.
Em chọn chiếc này. Cảm ơn. Giờ chiếc băng rất hợp với ván của em, và vết trầy sẽ mau lành đến mức em không kịp chú ý. Olaf khỏe mạnh và vui vẻ đang nhảy nhót. Thật là tuyệt khi được khỏe mạnh, không bệnh tật. Này người tuyết, có gì trên giày bạn kìa? Ồ, mình quên tháo đồ bao giày ra rồi. Cảm ơn, mình bất cẩn quá. Olaf tháo bao giày của anh chàng, nhưng anh chàng quên vài thứ. Đếm bao nhiêu lần người tuyết xuất hiện trong video này nha. Viết câu trả lời dưới bình luận nào.